quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và phải cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm buồn đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghiệp chủ Già lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chương biên tập bình minh thời gian ngày 22 tháng 2 năm 2011 địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu tập 296 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải trang 351. Trang 351. Hàng thứ năm. Bắt đầu xem từ câu thứ hai. Câu thứ hai. Lại hội sứ nói, Chữ quán này tức tam quán, gọi là tam đế tam quán là then chốt của dạng hạnh, gan mật của Bồ Tát. Chúng ta học đến đây. Trong Thiên Thai Tùng, nói về tam đi. Trong Pháp Hoa Kinh Quyền Nghĩa, chúng ta đã học trong tam tạng pháp sư kinh nhân dương bát nhà cũng nói về tam đi không giống với thiên thai tông nói rất đáng để cho chúng ta tham khảo Chúng tôi cũng trích dẫn ra đây. Tam địa Nhân dương hộ quốc Bác Nhã Kinh Sử nói Đế nghĩa tức là thẩm thực thẩm tra ngày nay chúng ta gọi là nghiên cứu chư vị cổ đức dạy rằng bác học thẩm vấn thận tư minh biện hai chữ thẩm thực có thể bao hàm bốn điều này hiểu rõ chân tướng sự thật. Quán thế gian, tất cả pháp xuất thế gian, không ra ngoài, không sắc và tâm. Đây là trong kinh Phật nói, căn nguyên của tất cả pháp giữa vũ trụ Không ra ngoài ba điều này. Cũng như các nhà khoa học vậy. Vũ trụ này không có gì cả, ngoài ba thứ. Giới khoa học nói đến ba thứ. Họ nói là vật chất. Vật chất tức là sắc pháp. Tinh tức, tinh tức đại khái là tâm pháp năng lượng ở đây gọi là không họ nhìn thấu suốt dạng sự dạng vật trong vũ trụ đã được một tổng kết chúng ta xem tổng kết trong kinh nhân dương thứ nhất là không đệ không tức nghĩa là hư quyển chữ không này không gọi là vô không mà cái gì cũng không có gọi là ác thủ không trong kinh phật nói gì không không phải ý này không là có tuy có nhưng nó không thực tại nó không có tự tánh, không có tự thể. Cho nên nó là một huyện tướng. Giống như giấc mộng vậy. Khi nào mộng, ta không thể nói nó không có. Cũng không thể nói nó có. Cảnh giới trong mộng, quả thật không có gì ta có thể đạt được. dùng điều này ví dụ quan sát thế gian chúng ta tất cả pháp thế gian và xuất thế gian thế gian thông thường chỉ cho lục đạo xuất thế gian chỉ cho tứ thánh pháp giới đây là cách thường hay nói trong Phật Pháp Đại Thừa không phải ý này. Trong Đại Thừa Phật Pháp, thế gian này bao gồm 10 Pháp giới. Nghĩa là lục đạo và tứ thánh Pháp giới đều là thế gian. Ra khỏi 10 Pháp giới mới gọi là xuất thế gian. Xuất thế gian là nhất chân Pháp giới. Là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Pháp thế gian, Pháp suốt thế gian đều là giả. Không có gì là thật. Cho nên, không ra khỏi sắc, không và tâm. Không ra khỏi sắc và tâm. Cách nhìn này rất giống thiên thai tông nói vậy. chân đi là cảnh giới hiện tượng của như lai không phải phàm phu phàm phu không nhìn thấy chân tướng sự thật gọi là để thẩm tất cả chúng sanh và các pháp trong thế giới. Tất cả chúng sanh là hữu tình thế gian. Các pháp thế giới là thế gian vật chất. Phật pháp gọi là khí thế gian. Tất cả chúng sanh là tình. Các Pháp thế gian là vô tình. Tình và vô tình. Tánh tướng vốn không. Tướng là giả. Tuy tánh năng hiện, năng sanh, nó liệu bất khả đắc. vì nó không phải hiện tượng không phải hiện tượng vật chất không phải hiện tượng tinh thần cũng không phải hiện tượng tự nhiên nó tồn tại tồn tại khắp mọi nơi mọi lúc nó là bản thể của tất cả loài hữu tình và vô tình Cho nên không thể nói nó là vô Sáu căn của chúng ta không duyên đến được Nên nói nó là không Nó không phải vật chất Nhãn dĩ tỷ thiệt thân không duyên đến được Nghĩa là không cảm xúc được Nó không phải hiện tượng tinh thần Thứ thứ sáu của chúng ta cũng không duyên đến được Đối với nó, tưởng tượng của chúng ta cũng đành chịu. Vì thế, dùng chữ không để tượng trưng. Tánh tướng vốn không. Hư giả không thật. Hư giả không thật này là đặc biệt nói về tướng tướng là sở sanh là sở hiện ở trước nói tánh tướng vốn không đều là liệu bất khả đắc sáu căn không duyên được vậy là không để đây là người chứng được pháp thân bồ tát trở lên chúng ta biết Đại thừa viên giáo trong kinh Hoa Nghiêm, sơ trụ Bồ Tát chứng được. Nhập vào cảnh giới này. Họ lý giải về thế giới này. Họ nhìn thấy thế giới này. Chân tưởng đúng là như vậy. Trong tập Pháp giới đều gọi là phàm phu. Lục đạo là nỗi phàm. Nỗi ngoại đều lấy lục đạo làm giới hạn. Bên trong lục đạo gọi là nỗi phàm. Bên ngoài lục đạo như thanh văn, duyên giác, bồ tát, phật họ chưa kiên tánh vẫn dùng a la gia cho nên gọi là ngoại phàm phàm phu bên ngoài lục đạo chỉ gọi phàm phu là bao gồm tất cả mười pháp giới trong kinh luận khi chúng ta thấy chữ phàm phu hay danh từ này phải xem kỹ đoạn văn trước sau nếu không bao gồm tứ thánh đó chính là phàm phu lục đạo không phải thật đều là hư giả gọi là không đi khi hiểu rõ chân tướng sự thật này lập tức buông bỏ buông bỏ điều gì buông bỏ tình khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước đều là tình. Đối giới khởi tâm động niệm, phân biệt chập trượt, không còn. Chấp trước nó nữa Đây là tu hành chân chánh Thật sự có thể khế nhập cảnh giới trong kinh pháp hoa gọi đây là phật tri phật kiến đã nhập vào cảnh giới như lai thứ hai là sắc đế sắc tức nghĩa là chất ngại chất là hiện tượng vật chất nó có chướng ngại Gọi là Đế thẩm sắc thân Chúng sanh thế gian Chúng ta quan sát tường tận Nghiên cứu tỉ mỉ Thẩm vấn thận tư minh biện để với sắc pháp của chúng sanh thế gian và các pháp thế giới. Muôn sự muôn vật của thế giới này. Sơn Hà Đại Địa vô số hình tướng. Đây đều thuộc về vật chất. Câu tiếp theo, chỉ đến tất cả cảnh giới mà ý thức duyên được đây là hiện tượng tinh thần đều là sắc pháp cảnh giới vật chất chúng ta dễ hiểu Cạnh giới ý thức duyên được Chúng ta khó hiểu hơn Ý thức là gì? Là tư tưởng Ví dụ chúng ta ở đây Chúng ta chuẩn bị đi du lịch Nghĩ đến sân bay Tình hình sân bay lập tức hiện ra trong đầu Nó là sắc pháp Sắc pháp này gọi là vô biểu sắc. Bản thân mình rất rõ ràng, người khác không biết. Tâm chúng ta nghĩ đến Phật A-di-đà. Hình tướng Phật A-di-đà hiện ra trong đầu của chúng ta. Người khác không thấy. Đây là cảnh giới ý thức duyên được có sắc loại sắc này người có định công nhìn thấy được quý vị ngủ nằm mộng người có công phu thiền định họ có thể thấy được cảnh giới trong mộng của ta khi nằm mộng ta làm việc gì họ đều biết vì sao vậy vì có sắc Định có thể đột phá tầng không gian Những gì ý thức chúng ta tưởng tượng và hoàn cảnh hiện thực là khác tầng không gian Vì thế ta không nhìn thấy Người được thiền định hoàn toàn đột phá tầng không gian nên có thể thấy Đạo lý là như vậy Từng không gian từ đâu mà có Từ vọng tưởng phân biệt chập trước Chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chập trước Từng không gian này bị đột phá Không còn nữa Trên thực tế căn bản không có từng không gian Không có điều này Đây cũng là giả tướng Có khởi tâm động niệm Có phân biệt chập trước thì nó có không có phân biệt chấp trước Nó không có Chắc là khi đang khởi tâm động niệm Vẫn chưa có từng không gian Đó gọi là nhất chân Pháp giới Thập Pháp giới có từng không gian Mười Pháp giới trở lên không có Đây gọi là sắc đế. Thấu triệt. Muôn sự muôn vật. Tánh không tướng có. Có là huyện có. Không là chân không. Phải hiểu nghĩa của chân không Chân không bất không Huyển hữu phi hữu Đây là hai câu nói trong kinh Vì sao nói chân không bất không Vì nó có thể hiện tượng Năng sanh dạng Pháp Năng hiện dạng Pháp Không thể nói nó không Đây là chân không bất không Huyển hữu phi hữu Huyển hữu giống như cảnh giới trong mộng Tha Pháp giới đều là cảnh giới trong mộng Tuy có cảnh giới trong mộng có là giả có không phải thật bất khả đắc chỉ vì cổ đức thường nói đời người như giấc mộng Đời người là giấc mộng Nếu chúng ta thường quán chiếu như vậy Đối với việc tu hành có lợi ích rất lớn Lợi ích gì? Không còn mặn mà với tất cả pháp thế xuất thế gian. Trong tất cả pháp, không sanh khởi tình chấp. Tu hành khó phá nhất chính là tình chấp. Khai ngộ Kiến tánh chứng quả Chứa ngày lợn như Chính là tình chấp Ta có thể lạnh nhạt trước tình chấp Xem như thế nào Thế gian này quá thật như chất mộng Với những người sơ học Thậm chí công phu học tập Chưa đủ Nghe nói như vậy liền sợ hãi Khiếp sợ Tinh thần bất an Có hiện tượng này Họ cảm thấy mình không có chỗ nương tựa cho nên những lời này đức phật không thường nói người không có nền tảng công phu tương đối phật không nói với họ phật nói với họ về tục đế nói về pháp thế gian không nói với họ về chân đi. khi tục đế tu đến mức độ tương đối cảnh giới nâng cao hơn phật mới nói đức phật nói nhiều nhất là trong thời kỳ bát nhã thời kỳ phương đảng có nói nhưng rất ít a hàm hầu như không nói đến vấn đề này thế tôn nương vào nhị đấy mà nói giáo hóa chúng sanh tông môn gọi là lên cao một bậc đó chính là từ mười pháp giới tiếp tục nâng cao lên lúc này cần phải nói Vì sao vậy? Vì chưa buông bỏ tình chấp. Không nâng cao được. Tình chấp là giả, không phải thật. Thân kiến. Trong mạc na, quay là ngã kiến. Đây là gốc của phiền não. Bốn đại phiền não thường tương tùy. Ngã kiến, ngã ái ngã mạng, ngã si. Nói cách khác, tưởng rằng có cái tôi cùng đến với cái tôi là tham sân si. Cho nên tham sân si gọi là căn bản phiền não. Bốn kiến giải sai lầm này cấu thành mạc na thực mạc na chính là bốn loại này thức thứ thứ bảy gọi là ý căn phân biệt thì sao phân biệt là nó khởi tác dụng ý căn khởi tác dụng gọi là ý thức ý căn và ý thức gọi là hai tâm hai tâm ba ý đây gọi là hai ý ba tâm thêm vào a lại già a la gia mạt na ý thức gọi là ba tâm chúng ta thường gọi ba tâm hai ý ta dùng ba tâm hai ý không ra khỏi luân hồi lục đạo ba tâm hai ý tạo thành huyển tướng của luân hồi nhân là mộng huyễn bào ảnh quả cũng là mộng huyễn bao ảnh nhân thực kết thành quả thực nhân thực là tự tánh quả thực là thường tịch quan đó là thực vĩnh hằng bất biến cõi thật báo là tướng do tập khí vô thị vô minh hiện ra a à, lại gia năng sanh năng hiện tập khí không còn thì tướng này cũng không còn Đây chính là trong kinh bát nhà nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Sau cùng là tâm đế. Tâm đế tức là thứ thứ tám, tâm dương. Vì sao vậy? Vì nó năng biến. Hợp phá giới y chánh trang nghiêm Nó là sợ biến Gọi là căn thân của chúng sanh sư không Thế giới Cho đến tất cả các pháp thiện ác Đều do tâm này sanh ra A la gia A la gia là chủ tạo vật tự tánh năng sanh năng hiện nó hiện ra nhất chân pháp giới nhưng không thể biến nó hiện là pháp giới thanh tịnh vì sao vậy vì hoàn cảnh là tự tánh tự nhiên hiển lộ ra không hề có sự khiếm khuyết. Chỉ có tâm hiện, không có thước biến. Chuyển. Bác thước thành tứ trí. tự tánh chúng ta hiện cảnh giới chân tâm hiện cảnh giới liền xuất hiện trong này thế ma lại gia vào lập tức biến biến thành mười pháp giới Lại thêm vào, tình chấp nghiêm trọng, liền biến thành lục đạo. Đây là chân tướng của tướng Thế Giang. Kinh Bác Nhã nói đến Tam đế Tam đế chuyên nói về A-la-già tam tế tướng của a lại gia hiện nay nhà khoa học đã phát hiện năng lượng là nghiệp tướng của a lại gia tin tức là chuyển tướng của a lại gia vật chất là cảnh giới tướng của a lại gia được các nhà khoa học phát hiện Đây là Tam đế nói trong kinh Bát Nhã. Trong Phật học đại từ điển. Có một danh từ Phật ngữ. Tam Chủng Tam đế Chúng ta cần phải biết tam chủng tam đế là danh số danh từ thuộc ngữ Số có ba điều Tam đế bất tư nghị vì không có tính quyết định nên bất khả tuy nhưng tùy theo cơ duyên mà nói tức không ra ngoài ba ý đây là nói đến phật bồ tát bồ tát đây là pháp thân bồ tát giáo hóa chúng sanh nói về tam đi câu bên dưới nói rất hay tuy dùng tánh không quyết định nên bất khả thuyết tam đi có vô số cách nói cách nói trong kinh bát nhã và trong kinh pháp hoa quyền nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Nhưng thấy lúc nào cơ duyên khác nhau thì dùng cách nói khác nhau. Cho nên Phật không nói Pháp nào nhất định Tùy duyên có ba căn thượng trung hạ. Hạ căn tùy tình thuyết. Tình là chúng sanh. Hữu tình chúng sanh. tùy theo chúng sanh mà nói. Đây gọi là đại bi phương tiện. Chúng ta thường gọi là phương tiện giúp độ, dùng phương tiện thiện xảo để giúp thọ tất cả chúng sanh. hoặc nói có hữu môn, hoặc nói có không môn. Mà thấu rõ, chữ ước này hiện nay chúng ta gọi là tựu, hoặc là nói không môn, hoặc nói hữu môn, hoàn toàn tùy theo đối tượng. Họ có thể hiểu được hữu môn, thì nói với họ hữu môn. Họ hiểu được không môn, thì nói với họ gì không môn. Nói hữu môn Mục đích là Khiến họ đừng chấp trước có Phải buông bỏ có Có là gì? Có không phải là thật Là giả Nếu căn tánh của họ Thuộc về không môn Không môn là gì? Là nhị thừa Thành văn duyên giác. Họ chấp không. Nói về nghĩa của không một cách rõ ràng. Không không phải vô. Trong không có trí tuệ, có đức tướng. Đây là tánh không Trong tánh không Có kiến văn giác trì Điều này sáu căn chúng ta không duyên đến được Cho nên không Không đồng nghĩa với vô Phải dạy họ buông bỏ chấp trước không Đức Phật nói Pháp Nghĩa thú là đây mục đích là đây chúng ta không thể không biết chư phật như lai thuyết pháp chúng sanh nghe được đều có thể khai ngộ hiện nay chúng ta học giảng kinh thuyết pháp mọi người nghe suốt mấy mươi năm đều không khai ngộ Chẳng những không khai ngộ, quan sát tương tận, có khi họ càng nghe càng hồ đồ. Nguyên nhân là gì vậy? Vì bản thân chúng ta không hiểu. Tam đi tam quán. Tam đi tam quán là cuộc sống của người giác ngộ. họ sống trong này người chứng quả rất tốt họ vượt thoát mười pháp giới đó là chứng quả người chưa chứng quả trú trong mười pháp giới họ nhìn thấy thế giới này khác với người bình thường chúng ta họ từng quân tập trong phật pháp luôn dùng đạo lý trong kinh điển áp dụng trong cuộc sống hàng ngày vì thế họ nhìn người nhìn việc nhìn thế giới khác với chúng ta chúng ta rất chấp trước họ không chấp trước chúng ta thích phân biệt họ không phân biệt luôn ở trong định định sanh trí tuệ Chúng ta ở trong vọng tưởng. Vọng tưởng lan tràn. vọng tưởng sanh phiền não Không sanh trí tuệ Như vậy sao giống nhau được Buông bỏ quan trọng nhất đặc biệt là xã hội hiện tại tiêu chuẩn của phật không còn tiêu chuẩn của thánh hiền cũng không có tiêu chuẩn không còn thiên hạ đại loạn mọi tri kiến đều xuất hiện hiện nay khởi xương tự do ngôn luận tự do xuất bản Ta luận và chánh luận hỗn hợp khó phân Chánh luận cũng biến thành ta luận Vì sao nói chánh luận biến thành tà luận Có người không nhận thức được giá trị Xem chánh luận như tà luận Thậm chí xem tà luận thành chánh luận vì sao vậy? Vì mọi người ai cũng nói đến. Ta liền biến thành chánh. Ví dụ trẻ con không hiểu chuyện cha mẹ dạy con cái có đánh phạt đây là điều bình thường mấy ngàn năm nay đây là hiện tượng bình thường chánh phạt. hiện nay không được hiện nay nếu trách phạt trẻ em tức là ngược đãi trẻ thơ bị kết tội cha mẹ bị xử phạt chúng tôi thấy ở mỹ quốc nếu cha mẹ đánh con cái mắng con cái không được để hàng xóm nhìn thấy hàng xóm nhìn thấy họ sẽ gọi điện báo cảnh sát gia đình đó cha mẹ ngược đãi con cái cảnh sát đến ngay hiện trường Hiện nay xã hội phương Đông dần dần chịu ảnh hưởng văn hóa phương Tây. Trẻ con nói gì nhân quyền, cha mẹ không được xâm phạm nhân quyền con cái. Quý vị nói đây là chánh pháp hay là tà pháp? Tôi chỉ đưa ra ví dụ này. Trên thực tế có rất nhiều. Coi giáo huấn của Thánh Hiền như cặn bã. Cổ nhân tôn trọng giáo huấn thánh hiền Định ngũ thể đầu địa Hiện nay dứt bỏ hoàn toàn Ném vào thùng rác Không cần đến Coi sát đạo dâm vọng Bạo lực sát tinh là chánh pháp là hiện tượng bình thường. À, Người không vì mình, trời tru đất diệt. Người tự tư tự lợi, đây là chánh pháp. Là chánh kiến, quên mệnh vì người là ngu ngốc đầu óc có vấn đề quên mệnh vì người người ngoài thấy vậy họ cười cợt thiên hạ đại loạn đánh mất tiêu chuẩn ngày xưa liêm sĩ là đức tốt Hiện nay trong mắt mọi người, liêm sĩ là đồ bỏ đi. Nói những người thời xưa cố ý đưa ra cái trong này để trói buộc người khác. Để khống chế người khác. Họ cũng nói ra cả mớ đạo lý. Khiến người nghe cảm thấy là quá lý. Họ không biết Có quả báo ba đường ác Đây là thật Vì sao vậy Những người này căn bản không tin có đời sau Không tin có luân hồi Sinh mạng chỉ có một đời này Tận tên mà hưởng thụ Tôn giáo nói về đời sau đó là mê tín không hợp với khoa học ngày nay giới khoa học làm rất nhiều cuộc thử nghiệm chứng minh có quỷ thần tồn tại có đời sau kiếp sau nửa thế kỷ gần đây phương tây rất thịnh hành thuật thôi miên bác sĩ tâm lý ngày càng nhiều có người đi vào độ sâu của thuật thôi miên họ trở về đời quá khứ nói rõ tình trạng trong đời quá khứ Còn phát hiện Đời quá khứ làm súc sanh Từng làm chúng sanh Của tinh cầu khác Kiếp này đến đây đầu thai Cũng phát hiện đời quá khứ từng đọa vào ba đường á, đường địa ngục. Vậy khoa học nghe được. Thái độ của họ như thế nào? Họ có thái độ hoài nghi, Nhưng xem xu thế hình như ngày càng cảm thấy chắc là có điều này. Vẫn chưa thể khẳng định có thể có đặt một dấu chấm hỏi ở sau cùng. Phật giáo hóa chúng sanh xem căn cơ của chúng sanh. Phật Bồ Tát biết rõ chân tướng sự thật vũ trụ này. Sao họ biết được? Họ nhìn thấy trong thiền định. Họ không cần dùng máy móc. Cũng không cần dùng bất kỳ học thuyết nào. Chỉ cần nhập định. Từng không gian và thời gian đều không còn có thể thấy được quá khứ có thể thấy được vị lai có thể thấy được thiên đường có thể thấy được địa ngục chướng ngại không còn tôn giáo cổ ấn độ không có ai không tu thiền Trong kinh Phật nói về tứ thiền bát định Có thể nói là Đa phần người Ấn Độ ngày xưa đều học Cho nên khi nói đến Luân hồi lục đạo Mọi người đều tin Vì sao vậy? Vì trong điện họ đã nhìn thấy được rồi Những gì ta thấy và họ thấy là giống nhau Họ không nói mình bịa đặt. Cảnh giới trong định là cảnh giới hiện lượng. Không phải suy đoán từ lý luận, không phải là tự thân mình thấy. Trong tam lượng nó không phải là tỷ lượng, không phải phi lượng. Nó là hiện lượng. Cho nên đối với hàng phàm phu, Phật sẽ nói từ hữu môn. Đối với hàng căn tánh nhị thừa, Phật nói từ không môn. Tam đế này ở trước thập hạnh của duyên giáo. Câu này đã nói rõ, đây là đối với người có tu, có chứng. Có chút công phu. Không nói người không có công phu. Tùy theo căn tánh của họ, hăng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức loại thứ hai là tùy tình trí thuyết trong này chú trọng chữ trị tức tùy theo ý họ mà nói tùy theo mỗi chúng sanh mà nói hữu môn hay không môn tùy theo trí tuệ mà nói một trong số đó Ba đế này đối giới viên giáo thập tín dị Thập hạnh dị ở trước có thể có vấn đề Phải chăng chữ hạnh này có sai lầm Theo ý này để xem chắc là trước thập tín. Quý vị xem, thứ hai nói đến thập tĩnh, thứ ba là sơ trụ trở lên. Cái này cao hơn cái kia. Từ ý nghĩa của chữ hành này cho thấy, chắc là trước thập tính Tra thử trong Đại Từ Điển xem. Phải chăng chữ này không in sai? Điều này hiện nay chúng ta gọi là tri thức. Không phải trí tuệ. Đối với chúng sanh, tri kiến của chúng sanh. Nói với họ về có và không nghĩa là chúng ta thường nói tướng có tánh không sự có lý không trí thức này đa phần đều có thể tiếp thu đối với trí trí đây là trí tuệ đối với trí tuệ mà nói người tu hành chúng ta phải biết dùng trung đạo dùng trung đạo là trí tuệ không thiên lệch nghĩa là không chấp trước có cũng không chấp trước không nhị biên đều không chấp trước Đều không phân biệt Như vậy mới không ngừng nâng cao Chấp trước chính là chướng ngại Bất luận chấp trước có hay chấp trước không Đều là chướng ngại Quý vị xem phàm phu chấp có Không ra khỏi luân hồi lục đạo Nhị thừa không. chấp trước không Không ra khỏi mười pháp giới Họ có chứa ngại Nhị biên đều không chấp trước Chứa ngại không còn Thông qua an toàn Buông bỏ tất cả Được tự tại Thứ ba là tùy trí thuyết. Đây là nói thật tướng các Pháp. Tùy theo ý mình mà nói. Không phải tùy thuận chúng sanh. Chính mình như thế nào? Đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiên tánh. Họ nói đều là thật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Hoa Nghiêm là tùy trí thuyết. Thiền Tông Ngũ Đăng Hội Nguyên Truyền Đăng Lục đều là tùy trí thuyết. Là cảnh giới hiện lượng tự mình chứng được. Đa phần chúng ta xem không hiểu Không biết họ đang nói gì Là đã vừa qua sư trụ Đây là sư trụ trở lên Không phải trong địa vị này tuyệt thấy nghe Thật giả như nhau Không phải Đột nhiên ở trong này Buông bỏ sự thấy nghe Tuyệt là buông bỏ Thấy nghe là gì? Chính là buông bỏ tình thức Thấy Là nhãn thức nghe là nhị thức đưa ra ví dụ cho hai chữ này không phải chính là trong kinh hoa nghiêm nói xả thức dùng căn sao trong kinh là nghiêm nói xả thức dùng căn bởi vì Căng trần thức đều là giả dùng căn là dùng tánh trong căn dùng tánh thị dùng tánh nghe bồ tát quan thế âm dùng tánh nghe phản văn văn tự tánh tánh thành vô thượng đạo ngài đã thành phật chúng ta không biết nếu biết dùng phương pháp của ngài, chúng ta cũng khai ngộ. Đừng dùng thức. Thực tế mà nói, thức là gì? Thức là kiến tư phiền não. Trần sa phiền não, vô minh phiền não. Tất cả gọi là tình thức. Thức đặc biệt nói về phàm phu lục đạo. Phàm phu lục đạo dùng sai hoàn toàn. Sáu thức đều dùng theo hướng bất thiện. Vì thị không ra khỏi lục đạo. Nếu hoàn toàn y theo giáo huấn của Đức Phật, đó là việc tốt. Cũng chính là Đức Phật nói, sân tu giới định tuệ tức diệt tham sân si. Họ có thể vượt thoát lục đạo đến tứ thanh pháp giới nhưng đến tứ thanh pháp giới họ vẫn dùng thấy nghe họ không dùng tánh thấy để thấy không dùng tánh nghe để nghe nếu biết dùng tánh thấy dùng tánh nghe họ sẽ vượt thoát mười pháp giới đã vượt qua sơ trụ pháp thân Bồ Tát. Không những phải buông bỏ thấy nghe mà thật giả cũng phải buông bỏ. Vì sao vậy? Vì chân giả đều bất khả đắc. Giả là nói về pháp tướng Chân là nói về Pháp Tánh. Pháp Tánh không phải tinh thần, không phải vật chất. Vậy làm sao ta có được? Phá tướng là vật chất, là tinh thần. Ta cũng không đạt được. Vì sao vậy? Vì sát na sanh diệt sát na không trụ nó là vô thường tam đế quyền di dùng hai chữ này để hình dung lý của tam đế sự của tam đê. Quyền thắng di diệu. Phi hữu phi vô. Hoặc là nói phi không phi hữu. Không diệt hữu. Không được dùng tâm tư Ta dùng tư tưởng cũng nghĩ không ra ca nghĩ càng sai Không được dùng ngôn ngữ nghị luận Ngôn ngữ Không thể nghị luận Cho nên nói Ngôn ngữ đạo đoạn Tâm hành xứ diệt Điều này ở sao có nói đến Chỉ có trí tuệ chân thật chiếu soi chỉ có trí tuệ chân thật Mới chiếu xoay được Chiếu thấy chân tướng của nó Quý vị thấy dùng chiếu kiến không phải tượng kiến Không phải tư kiến Tư tưởng không thấy được Sáu thức không thấy được Chỉ có trí tuệ mới biết được Bất khả thị Thị là chỉ thị Quý vị không thể chỉ thị Bất khả tư Người nghe kinh ngạc Người mới học Phật nghe được Họ rất kinh ngạc Họ cho rằng rất quái dị Vì sao vậy? Vì xưa nay họ chưa từng nghe. Chỉ có Phật với Phật mới có thể cùng tận. Đây là thấu hiểu triệt đệ. Chỉ có Phật với Phật, đây là chỉ cho ai? Duyên giáo sư trụ Bồ Tát đã thành Phật. Thập trụ thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, họ đều biết. Vì sao vậy? Vì họ hoàn toàn buông bỏ, vọng tưởng phân biệt chập trước, thật sự buông bỏ rồi quý vị hiểu chăng thật sự buông bỏ nghĩa là chướng ngại không còn không phải tự tánh hiện tiền ư ừ. tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai như lai chính là tự tánh đức phật nói tất cả chúng sanh vốn là phật tự tánh là chính mình trong tự tánh vốn có trí tuệ có đức năng có tướng hảo hơn nữa còn viên mãn không có sự khiếm khuyết nào Chúng ta ngày nay Vì sao trí tuệ đức năng tướng hảo không hiện tiền Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói Do gì vọng tưởng phân biệt chấp trước Mà không thể chứng được Có không hề mất đi Vì ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước Ba thứ này làm chướng ngại Đức năng của tự tánh Ta không thấy được tánh cũng không thấy được trí tuệ đức tướng trong tự tánh. Cho nên Phật dạy chúng ta buông bỏ. Phật dạy chúng ta đoạn tuyệt nó. Buông bỏ chấp trước là chứng được quả a la hán. Buông bỏ phân biệt chính là bồ tát. Buông bỏ vọng tưởng tức là thành Phật. Đức Phật dạy một cách rõ ràng, không sai chút nào. Buông bỏ chấp trước, lục đạo không còn. Quý vị mới biết nó đúng là giả. Giống như chúng ta nằm mộng vậy. Tất cả không chấp trước nữa, tỉnh mộng. Lục đạo không còn. Sau khi tỉnh cảnh giới gì xuất hiện ừ. tự thanh pháp giới, thanh văn duyên giá Bồ Tát Phật, chúng ta thật sự đang ở trong mộng. Tự thanh pháp giới vẫn là cảnh mộng. Lục đạo là mộng trong mộng. Vì ở đó vẫn có chướng ngại. Phân biệt là chướng ngại, vọng tưởng là chướng ngại. Buông bỏ phân biệt chập trượt chướng ngại không còn. Lại thức tỉnh. Tỉnh mộng, mười pháp giới không còn. Hiện ra cảnh giới gì? Nhất chân pháp giới. Trong Kinh Luận Đại Thừa, thường gọi là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai, Cảnh giới này hiện tiền. Thế nào gọi là nhất chân trong cảnh giới này không có biến hóa. Trong mười pháp giới có biến hóa. Có sanh lão bệnh tử. Có sanh trụ dĩ diệt. Có thành trụ hoại không. Những biến hóa này đều ngay trước mắt chúng ta. Ta đều nhìn thấy. Nhất chân Pháp giới không có biến hóa. Vì sao vậy? Vì nhất chân Pháp giới chỉ có tâm hiện, tâm sánh, không có thước biến. Chỉ cần đến nhất chân Pháp giới, viên giáo sơ trụ nhất định đã chuyển bác thức thành tứ trí. Không còn dùng bác thức. Không dùng bác thức không có biến hóa. Biến hóa là thức đang khởi tác dụng. Thức là giả. a là gia không phải thật. Tứ thứ sáu và tức thứ thứ bảy chuyển a lại gia chuyển theo. Nếu chỉ muốn chuyển a lại gia, đây là điều không thể. Ta không biết a lại gia ở đâu, làm sao mà chuyển nó? Khi chuyển được tức thứ 6 tức thứ sáu và thứ thứ bảy, nó tự nhiên không còn. Năm thứ trước cũng không còn. Năm thứ trước biến thành thanh sợ tác trị. Ai là gia biến thành đại viên cạnh trị diệu di diệu vô cùng bên dưới nói ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt không được phàm tình đồ tưởng chúng ta không thể tưởng tượng đồ tưởng Chữ đồ này Có thể cũng có vấn đề Cũng có thể cũng là chữ sai Đáng lẽ nói không được phàm tình tư tưởng Ở trước nói Ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ Việt Phàm phu dùng tư tưởng Tuyệt đối không làm được tam đi chúng ta học đến đây ở sau là tam quán những tư liệu nói trong phật học đại từ điển đây là danh số các tông phải nói tam quán Nhưng tam quán của thiên thai tông Phổ biến nhất Vì thế bên dưới giới thiệu tam quán của thiên thai tông Thứ nhất là không quán Để là chân tướng sự thật Quán nghĩa là nói chúng ta nên dùng thái độ như thế nào đối với chân tướng sự thật. Đây gọi là quán. Dùng tâm thái này xem chân tướng sự thật, không có gì khác với Phật Bồ Tát. Ngày nay chúng ta không sánh được với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đã đoạn tận tình thức. Ngày nay chúng ta mang theo tình thức. Cho nên hiệu quả quán của chúng ta không được rõ ràng. Làm sao khiến hiệu quả này xuất hiện? Chỉ có một phương pháp. phân biệt làm giảm nhẹ hạ thấp vọng tưởng phân biệt chấp trước như vậy cách nhìn ngày càng chân thật hơn thứ nhất là không quán quán không đế của các pháp đây là quán tánh thể của các pháp Thể tánh đều cũng một nghĩa Nói thể tánh cũng được Nói tánh thể cũng được Quán bản thể của các pháp Tất cả pháp này từ đâu đến Là tự tánh biến hiện Tự tánh là gì? Tự tánh cả ba loại hiện tượng đều không có Cho nên gọi là không Nó không phải hiện tượng vật chất Không phải hiện tượng tinh thần Cũng không phải hiện tượng tự nhiên Các nhà khoa học nói Giữa vũ trụ chỉ có ba loại Vật chất, tinh tức, năng lượng Trong tự tánh không có ba thứ này nhưng tự tánh có thể hiện ra ba thứ này. Có thể sanh ra ba thứ này. Tự tánh không phải vợt. Sáu căn chúng ta không duyên được tự tánh. Vì vậy nói nó là không đây chính là câu nhà Phật thường hay nói Giảng Pháp dây không Là không quán Năng hiện sở hiện Năng biến sở biến Đều bất khả đắc Trước đây tôi xem kinh Đại Bác Nhã Dùng 12 chữ để tổng kết Tất cả Pháp Vô sở hữu Tất cánh không bất khả đắc Nếu chúng ta thường quán chiếu như vậy Đây gọi là không quán Thứ hai là giả quán quán giả đế của các pháp giả là có là nhìn từ tướng nhìn từ tướng có hai phương pháp thứ nhất là phương pháp phân tích quý vị phân tích hiện tượng vật chất rút cuộc hiện tượng này là gì các nhà khoa học phân nó thành phân tử trong thân thể con người phân nó thành tế bào tế bào phân tiếp là nguyên tử nguyên tử tiếp tục phân tích là hạt nguyên tử điện tử à, tiếp tục phân tích biến thành hạt căn bản hạt căn bản tiếp tục phân tích biến thành hạt di lượng hạt di lượng tiếp tục phân tích cứ phân tích như vậy rốt cuộc vật chất là gì Ở trước, Hoàng Niệm Tổ có nói với chúng ta, năm 1980, các nhà khoa học phát hiện ra trung di tử. Chỉ có một trên một trăm ức phần của một hạt điện tử. Một trăm ức di trung tử tổ hợp thành một điện tử giới khoa học đã phát hiện điều này cho nên tất cả vật chất này là giả đức phật nói duyên tụ thì có Duyên tán thì không còn Duyên tụ duyên tán Đức Phật nói tất cả Pháp là Pháp duyên sanh Trong Trung Quán Luận nói Nhân duyên sở sanh Pháp Ngã thuyết tức thì không Vì nhân duyên tán là không còn Phòng này nó có Tướng của phòng này Căn phòng này từ đâu ra? Cột thép, bùng nước, ngói gạch. Là do những vật liệu kiến trúc này tổ hợp thành một ngôi nhà. Nhà từ đây mà có. Khi phá bỏ những thứ này, căn nhà không còn nữa. Căn nhà này là giả duyên tụ thì có duyên tán liền không còn thân thể con người cũng như vậy tứ đại ngũ uẩn tổ hợp thành một thân thể tứ đại phân tán thân thể này biến mất không còn nữa khi duyên tụ thì có thì duyên tán thì không còn thật ra quý vị phải biết khi tụ cũng không tồn tại có ở đây cũng không phải thật có gọi là huyễn có giả có phật pháp nói thật có nó không biến hoại vĩnh hằng bất biến là thật có giữa vũ trụ không có thứ gì vĩnh hằng bất biến cả bất kỳ một pháp nào nhà phật dùng pháp làm đại danh từ bất kỳ một vật nào lớn như xuân hà đại địa nhỏ như hạt bụi đều là duyên tụ mà có duyên tán mà diệt đây là giả quán Ta không đến nỗi bị những hiện tượng này đánh lừa Mà hiểu rõ hiện tượng này là chân tướng Với khoa học dùng phương pháp này Biết được chân tướng của tất cả Pháp Nhưng họ chỉ biết được một bộ phận Không viên mạng trong chân tướng vẫn có rất nhiều điều kỳ diệu mà họ chưa phát hiện được chỉ có phật bồ tát a la hán họ không dùng phương pháp phân tích này mà dùng thiền định sau khi nhập thiền định đương thể tức không liệu bất khả đắc họ không cần phân tích từng tầng một nghĩa là sao tức là định sanh trí tuệ trí tuệ chiếu soi liền thấy rõ ràng đâu cần phân tích siêu đẳng hơn các nhà khoa học nhiều trí tuệ chiếu soi liền rõ ràng biết được chân tướng sự thật thứ ba là trung quán trung quán ở đây có hai loại quán các pháp cũng không phải không cũng không phải giả tức là trung gọi là trung quán nghĩa là cả hai đều không ta không thể nói nó không cũng không thể nói nó giả phi không phi giả đây là nghĩa của trung thấy tất cả các pháp Tâm bình đẳng hiện tiền Đây là cảnh giới của Bồ Tát Tiểu thừa không làm được Loại thứ hai, quán các Pháp cũng không cũng giả, tức là trung, gọi là quán song chiếu. quán tất cả pháp nó là không nó cũng là giả không giả không hay không giả nhất như trong kinh điển đại thừa thường nói tướng có tánh không sự có lý không Lý sự không hai Tánh tương nhất như Đây là quán sông chiếu Trong trung quán này Nhị biên đều không chấp trước Hiểu rõ nhị biên Bồ Tát dùng trung quán Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Trong kinh Lăng Nghiêm có nói suy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Có cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh có duyên trong mười pháp giới Chúng sanh có cảm ngay liền hiện thân Hiện thân gì là do ý niệm của chúng sanh Chúng sanh hy vọng Phật Bồ Tát hiện thân gì họ liền hiện thân đó Dùng tứ nhiếp pháp để giúp họ Như bộ thị ái ngữ lợi hành đồng sự giúp quý vị có một mục đích chủ yếu giúp quý vị giác ngộ giúp quý vị hiểu rõ chân tướng nhân sinh vũ trụ chỉ cần giác ngộ chỉ cần thấu triệt tự nhiên sẽ buông bỏ. Chân tướng sự thật là tam đi. Cách nhìn đối với nhân sinh vũ trụ là tam quán. Như vậy là nhập vào cảnh giới Phật Bồ Tát Quý vị đã thoát ly lục đạo luân hồi, thoát ly mười pháp giới. Ở sau vẫn còn hai hàng. Lại dùng lý của tánh đức mà gọi là tam đế. Đế Nghĩa là chân đế Chính là trong kinh nói về thật tướng Dùng lý của tánh đức Mà gọi là tam đế Dùng trí của tu đức Mà nói là tam quán Dùng tam quán Chứng tam đế Tam quán là Phật tri Phật kiến. Như vậy mới có thể kiến tánh thành Phật. Thấy gì? Thấy được chân lý. Chính là kiến tánh. Thế nào mới có thể kiến tánh? Vì sao ngày nay chúng ta không thể kiến tánh? Như vậy là hiểu rõ. Dùng tâm phàm tình của chúng ta làm cảnh giới để quán. Gọi là nhất tâm tam quán. Đây là cảnh giới hiện tại của chúng ta đây là nhất tâm bình thường ở đây quan trọng nhất là nhất tâm không phải ba tâm hai ý không phải tâm trôi nổi khi nhất tâm chuyên chủ tam quán đều ở trong đó vì sao vậy quý vị đã nhìn thấy lý nhìn thấy lý thể của tự tánh thấy được tác dụng của tự tánh như đại sư huệ năng nói năng sanh dạng pháp năng sanh dạng pháp là tác dụng của tự tánh tướng của tự tánh là gì? tướng là thanh tịnh, tướng là đầy đủ, vốn tự đầy đủ, tướng là bất động, thể thì sao? thể là bất sanh bất diệt. Thể là Niết Bàn. Đại sư Huệ Năng nói năm câu này là nói rõ ràng tất cả thể tướng dụng của tự tánh. Tất cả Pháp không lìa tự tánh. Trong kinh Phật thường nói Ngoài tâm không có Pháp, ngoài Pháp không có tâm. Tâm đó chính là tự tánh. Tự tánh là thật. Biến hóa ra tất cả là huyện tướng Công năng của nó quá lớn. Không thể nghĩ bà biến hóa vô cùng giống như ống dạng hoa vậy. tùy theo ý niệm mà sanh biến hóa ý niệm là động giống như ống dạng qua tùy theo sự chuyển động của chúng ta mà sanh biến hóa một kết cấu rất đơn giản mấy miếng giấy dụng khác màu chỉ cần chuyển động hiện tượng phát sanh không thể nghĩ bàn xem đức cũng như vậy Trong tự tánh cũng giống đầy đủ Ba tự Trí tuệ đức năng tướng hảo chỉ có ba thứ này biến thành a lại gia thật ra chính là ba thứ này biến thành đam mê thức tự tánh trí tuệ biến thành tình tức đức năng biến thành năng lượng tướng hảo biến thành vật chất cảnh giới tướng tam tế tướng của a lại gia có nguồn gốc có căn nguyên không phải vô duyên mà sanh tự tánh là vốn đầy đủ cho nên chân tướng này kiến tánh mới có thể nhìn thấy chưa kiến tánh vĩnh viễn không thấy được dùng bất kỳ loại máy móc nào đều không đo lường được đức phật dạy chúng ta Buông bỏ phân biệt vọng tượng chấp trước là thấy được. Chúng ta dùng tâm bình thường Tập trung ý niệm Đầy đủ tam quán Đây gọi là nhất tâm tam quán Tam để tam quán có khác nhau Nói đến rất nhiều Biệt giáo và duyên giáo nói không giống nhau. Nhưng tư liệu này trong Tam Tạng Pháp Số, trong Phật học Đại Từ Điển đều có thể tra được. Câu này chúng ta học đến đây. Nó là then chốt của dạng hành, gan mật của Bồ Tát hai câu này là hình dung chứng minh nó vô cùng quan trọng trong tu hành lý luận và phương pháp lại nói đến một chữ pháp tức chỉ tất cả các pháp hữu tình và vô tình sanh tử niết bàn chữ pháp này trong dạy học của phật giáo nó là một đại danh từ tất cả pháp giữa vũ trụ Dùng một chữ này để tượng trưng Gọi nó là Pháp Hữu tình Ngày nay chúng ta gọi là động vật Động vật này bao gồm 10 Pháp giới Vô tình Thông thường chúng ta gọi là thực vật, khoáng vật. Bao gồm hư không. Lời của Phật là tùy thuận chúng sanh mà nói. Trong hiện tượng này, chính là có sanh, có tử. Động vật có sanh lão bệnh tử Thực vật có sanh trụ dị diệt Khoáng vật có thành trụ hoại không Bao gồm tinh cầu Bao gồm tinh hệ Đều có những hiện tượng này Như quyển qua, Quán pháp như quyển hoa trong hồi sơ nói phi không phi giả mà không mà giả tức là trung đế. Những hiện tượng này, những hiện tượng này trong toàn thể vũ trụ thông thường chúng ta quy nạp nó thành ba loại lớn. Hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tinh thần hiện tượng vật chất dùng ba loại lớn này bao hàm hết tất cả ba loại lớn này giống như trong kinh nói phi không phi giả mà không mà giả Khẩu trì chân tướng sự thật của nó ừ. tuyệt đối không được chấp trước. Chấp trước tức là mê. Không chấp trước tức là ngộ. Phân biệt tức là mê. Không phân biệt chính là ngộ. Chúng ta phải học Bồ Tát. Dùng thái độ gì đối với nó? Không những không phân biệt không chấp trước Mà còn không khởi tâm không động niệm Thật sự lý giải nó Vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Lãnh hội nó để làm gì? vì chúng ta không lãnh hội cẩn thận gây ra phiền phức rất lớn phiền phức sanh tử trong luân hồi lục đạo vốn không có hiện nay không dễ gì gặp được phật bồ tát nói với chúng ta về chân tướng sự thật này chúng ta có thể thoát ra khỏi sự rắc rối này đừng đụng đến nó nữa sau khi thoát ra rồi vĩnh viễn không còn mê hoặc nữa nhìn thấy có một số người còn mê hoặc còn điên đảo trong này chịu khổ chịu nạn thật là oan uổng nếu có nhân duyên chúng ta giúp họ một tay vậy là lên thuyền từ trở lại độ sanh Chúng ta có thể trở lại mười pháp giới, có thể trở lại lục đạo, có thể trở lại nhân gian. Trở lại nhân gian cần phải biết họ là Phật, là Bồ Tát. Có bị những thứ này ô nhiễm chăng? Không ô nhiễm. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, thị hiện thân tướng có ứng thân có quá thân ứng thân thời gian dài một chút quá thân thời gian ngắn ngủi ít thì chỉ vài phút nhiều cũng được dài ngày một tuần hai tuần không sao cũng là quá thân làm xong công việc đột nhiên không thấy nữa. Như trong hư dân lão hòa thượng niên phổ có ghi chép, trên đường đi chim bái ngủ đài sơn ngày lâm bệnh nặng, gặp người ăn xin tên Giang Ký hai lần gặp đều là khi soan bệnh. Ngày đến chăm sóc, chăm sóc dài ngày đến khi sức khỏe dần hồi phục. Người ăn sinh này thật hiếm có, là người tốt. Thì Hòa Thượng tuổi tác đã lớn, lại rất gian nan liền lên núi tìm ít cỏ thuốc. Khi lành bệnh, thân thể phục hồi, Hòa Thượng tiếp tục, ta bộ nhất bái đến ngũ đài sơn giang kiết đi mất không thấy nữa đây là quá thân à, lần là thứ hai lại sanh bệnh Điên. giang kiết lại đến chúng ta biết đây là quá thân có thể sống với chúng ta mấy ngày mười ngày nửa tháng Mọi người biết vợ của cư sĩ Chu Ban Đạo Bà gặp Bồ Tát Địa Tạng Đại khái Khoảng 10-20 phút Chưa đến nửa tiếng Không biết ngày từ đầu đến Cũng không biết ngày đi về đâu Cửa lớn nhà bà không mở Quá thân Hóa thân, có duyên thì họ đến, hết duyên họ ra đi. Đều là đến giúp chúng ta. Bồ Tát địa tạng, đến giúp vợ Thầy Chu khởi phát lòng tin đối với Phật giáo. vì vấn đề này là tự thân bà chứng kiến, tuyệt đối không phải là giả. nhưng trước sau không hiểu được. việc này quá kỳ là trong nhà ba lớp cửa không hề mở, ngài đến bằng cách nào? khi ra đi cả ba lớp cửa cũng không mở, nhưng không thấy ngài đâu bà để nghi vấn trong lòng rất nhiều năm cho đến khi gặp thầy lý thầy lý nói với bà người đó là bồ tát địa tạng trên cửu hoa sơn không phải là người bình thường khi đó bà mới quát nhiên đại ngộ từ lúc đó bà chuyên trì kinh địa tạng tụng kinh địa tạng hàng ngày lễ lạy bồ tát địa tạng Sau cùng niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Thật hiếm có. Quả thiêu có hơn 300 viên xá lợi. Tâm chân thành. Ngày nay chúng ta tu học thiếu sự chân thành. Thiếu sự cung kính này. Nguyên nhân do đâu? Nguyên do chúng ta không thấu triệt chân tướng sự thật. Ngày ngày học đại thừa, ngày ngày nghe kinh, nhưng không thâm nhập. Trong kinh nói rất rõ ràng về tam chỉ tam quán. Chúng ta nghe có hiểu chăng? nghe không hiểu vì thế chúng ta không đạt được lợi ích chân thật của phật pháp mục đích chân thật của phật pháp là phải thực hành Sau khi học xong lập tức ứng dụng. Áp dụng trong cuộc sống. Áp dụng trong công việc, trong đối nhân tiếp vật. Áp dụng toàn bộ Tam đế Tam quản. Đoạn này vẫn chưa giảng xong. Bây giờ hết giờ rồi. Chúng ta tạm dừng tại đây. Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật thank you